Sang đến phần số 2 thì chúng ta sẽ cùng nhau làm một số bài tập về phần tam giác đồng dạng. Trước khi đi vào bài tập về tam giác đồng dạng, thì thầy muốn phân tích cho các em về định lý Talet trong các bài tập. Theo như định lý Talet thuận, nếu như chúng ta có MN song song với BC, thì ta có thể suy ra ngay AM trên AB bằng AN trên AC. Ngoài ra, ta cũng có thể suy ra được AM trên MB bằng AN trên NC và chúng ta cũng có thể suy ra được MB trên AB bằng NC trên AC như vậy đối với định lý Talet trong tam giác thì chúng ta có thể suy ra các tỉ số các cạnh sao cho chúng tương ứng tỷ lệ ở mỗi bên về định lý Talet đảo định lý Talet đảo nếu như chúng ta có một trong ba điều này thì chúng ta hoàn toàn có thể suy ra được ngay MN song song với BC Sang đến phần lưu ý tiếp theo là về tam giác đồng dạng trong các bài tập. Thầy có ví dụ yêu cầu chứng minh EA nhân ED bằng EB nhân EC. Để chứng minh một đẳng thức gồm hai tích bằng nhau như thế này thì thông thường chúng ta sẽ đưa về các tỉ số bằng nhau bằng cách áp dụng tính chất tỉ lệ thức. Áp dụng tính chất tỉ lệ thức, chúng ta sẽ được hai đẳng thức này bằng nhau, đó là ea trên eb bằng ec trên ed hoặc là ea trên ec bằng eb trên ed đến đây thì để chứng minh hai cái tỉ số này bằng nhau thì chúng ta sẽ gắn vào các tam giác đồng dạng với các cạnh tương ứng ở trường hợp đầu tiên thì chúng ta sẽ gắn vào tam giác cụ thể tam giác được cấu tạo bởi hai cạnh ea và ec là tam giác eac sẽ đồng dạng với tam giác ebd e A, C với E, B, D. Sang đến trường số 2 thì chúng ta cũng sẽ gắn vào tam giác. Đó là tam giác E, A, A, B với tam giác E, C, D. E, A, A, B với E, C, D. Như vậy trong các bài toán chứng minh đẳng thức tích bằng nhau thì thông thường chúng ta sẽ áp dụng tính chất tỷ lệ thức để đưa về hai tỷ số bằng nhau. Và sau đó chúng ta sẽ tìm các tam giác đồng dạng rồi chúng ta chứng minh. Chúng ta đến với bài tập đầu tiên. Bài 1 cho tam giác ABC. Điểm H trên cạnh BC kẻ các đường thẳng song song với AB và AC. Chúng cắt AB và AC theo thứ tự tại E, và F Chứng minh rằng AE trên AB cộng AF trên AC bằng 1 Để chứng minh được câu này thì chắc chúng ta chỉ có áp dụng cái giả thiết song song này thôi Tức là chúng ta sẽ sử dụng định lý Talet Áp dụng định lý Talet chúng ta có HE song song với AC Thế nên AE trên AB sẽ bằng CH trên CB. Với FH song song với AB thì chúng ta sẽ có AF trên AC sẽ bằng BH trên BC. Như vậy cộng về với vế thì chúng ta sẽ được AI trên AB cộng AF trên AC bằng CH trên CB cộng BH trên BC. Và giữ nguyên mẫu số lấy tử cộng tử thì chúng ta có ngay CH cộng BH, CH cộng BH bằng với BC. Do đó, tổng này sẽ bằng 1. Như vậy là thầy đã hướng dẫn xong cho các em ở bài tập đầu tiên. Về phần trình bày thì đối với các bài hình, thầy sẽ hướng dẫn cách tư duy còn trình bày các em sẽ tự xem cái file mà thầy để ở phần dưới ở trong tuần số 7. Chúng ta sang bài số 2. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH chứng minh rằng AB bình phương bằng BH nhân BC AB bình phương bằng BH nhân BC để chứng minh một đẳng thức gồm hai tích bằng nhau như thế này thì chúng ta sẽ đưa về dãy tỷ số bằng nhau bằng cách sử dụng tính chất tỷ lệ thức ta được AB trên BH bằng BC trên AB Và đến đây dãy tỉ số bằng nhau này thì chúng ta chỉ chọn ra được một trường hợp tam giác đồng dạng thôi. Đó là tam giác ABC đồng dạng với tam giác BHA. Tam giác ABC với tam giác BHA. A B C và B H A Trước khi chúng ta chứng minh hai tam giác này đồng dạng thì chúng ta cần phải viết đúng các cặp góc, cặp đỉnh tương ứng. Ví dụ ở đây là tam giác ABC thì chúng ta có ngay góc A là góc vuông, còn đối với tam giác BHA thì có góc H là góc vuông. Thế nên đỉnh A sẽ tương ứng với đỉnh H. Tiếp theo là hai tam giác này. ABH và ABC, ta thấy ngay chung góc B thế nên hai đỉnh B của hai tam giác sẽ tương ứng với nhau như vậy nếu như viết đúng các cặp đỉnh tương ứng thì chúng ta sẽ có tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA và tạo ông thấy ngay hai tam giác này đồng dạng theo trường hợp góc góc thầy nhắc lại chúng có chung góc B và thứ hai là chúng có góc H bằng với góc A bằng 90 độ Sang đến câu B. Câu B yêu cầu chúng ta chứng minh AH bình phương bằng BH nhân HC. Chúng ta có áp dụng tính chất tỷ lệ thức thì chúng ta được AH trên BH bằng CH trên AH. Đến đây thì chúng ta lại tìm các tam giác đồng dạng với nhau để chúng ta chứng minh. Ở trong trường hợp này thì chúng ta cũng chỉ tìm được một cặp tam giác đồng dạng. Cụ thể đó là tam giác ACH và tam giác bha a c h và b h a đến đây thì chúng ta cũng sẽ viết lại cặp góc cặp đỉnh tương ứng đầu tiên chúng ta thấy ở hai tam giác đều có góc h là góc vuông thế nên các đỉnh h phải tương ứng với nhau hơn nữa chúng ta cũng có góc Của tam giác AHC Sẽ bằng với góc B Của tam giác ABH Do cùng cộng với góc C Bằng 90 độ Do đó đỉnh A của tam giác ACH Sẽ tương ứng với đỉnh B Của tam giác ABH Như vậy chúng ta sẽ còn lại điểm A Ta ghi đốt ở đây Tam giác ACH sẽ đồng dạng với tam giác BAH Và tạm thấy ngay Hai tam giác này sẽ đồng dạng Theo trường hợp góc góc Cụ thể thầy nhắc lại. Chúng ta sẽ có góc A1 bằng góc B1 do cùng cộng với góc C bằng 90 độ hay là cùng phụ với góc C. Hơn nữa chúng ta cũng có H1 bằng H2 bằng 90 độ. Do đó ta suy ra được ngay hai tam giác này đồng dạng. Và rồi từ đó chúng ta sẽ suy ra được AH bình bằng BH nhân CH. Như vậy là thầy đã hướng dẫn xong cho các em mở bài tập số 2.